sự xin được ngoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Ăn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một lần nữa Minh Sự đã quay trở lại rồi. Cái con đường đi ra thì rất là đẹp, thênh thang mở lối. Và chúng tôi sẽ mở cửa cho hai đội chơi đến với ngôi nhà này. Tại đây sẽ có 3 vòng thi rất là dễ thương và đặc biệt hơn hết. Sẽ có những cái ý nghĩa, những biển báo giao thông, những mục đích, những chủ đề về giao thông sẽ được truyền tải đến với tất cả quý vị khán giả xem truyền hình. Và chắc chắn rồi, bên cạnh những vòng thi, chúng tôi sẽ có những giá trị tiền thưởng rất là cao nữa dành cho hai đội chơi. Nếu như đội chơi giỏi, chắc chắn sẽ có tiền thưởng cao mang về nhà. Nghe đâu á là có thể mang về được tới 50 triệu đồng mỗi đội nữa. Ây chà, chắc chắn hai đội chơi bên trong đang rục rịch rồi đúng không ạ? Đầu tiên sẽ cùng nhau chào đón một bộ đôi rất là hợp thời trang ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ca sĩ Otis cùng với người bạn của mình. Mình diễn đi em. Ủa em gái ơi, em gái. Dạ. Hôm nay dắt ba đi đâu vậy em? Dạ, đi tới tham gia chương trình Về Nhà Đi Anh. Vậy hả? Dạ. Ba nhìn bộ đồ này nó cũng hơi lão rồi nè, đúng chưa? Dạ. Mặt hơi mòn ha, rách hết trơn rồi em. Trời ơi, style bây giờ là vậy đó. Ủa dạ, rách vậy hả? Càng rách là càng xịn. Đi để anh xéo bớt. Nó đùa ấy thôi. Ngày hôm nay Otis cùng với người bạn của mình đến với chương trình thì phải gửi lời chào đến với quý vị khán giả trước ạ. Xin mời. Và lần đầu tiên cho phép Otis sẽ gửi lời chào đến tất cả mọi người để xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Yeah. Và đây là bạn Ánh Nhật. Ánh Nhật. Dạ. Cho mình xin hỏi nha, nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì ạ? Dạ, hiện tại mới tốt nghiệp và đã ra trường đi làm văn phòng. Đi làm văn phòng. Dạ. Đi làm bằng gì? Dạ, đi làm bằng xe máy. Có ai đưa đón mình chưa? Dạ chưa. Được không? Em không biết. Bé ngại liền. Em được không? Được không? Anh có rảnh không? Hôm nay Tis với Nhật là gặp nhau ở trong cánh gà. Dạ. Là lần đầu tiên. Dạ đúng rồi. Thì hai bạn cảm thấy như thế nào về nhau trước? Chưa gì hết mà thấy có điểm chung rồi. Giống nhau về thời trang là áo trắng giống nhau. Còn gì nữa không ạ? Cũng là lần đầu tiên tham gia chương trình này. Ừ, chương trình mới em. Ai cũng là lần đầu tiên ạ, chưa ai mời lại cả nha. Dạ. Còn gì nữa không ạ? Thấy anh khá là dễ thương, ảnh là người chủ động hỏi tên em trước. Dạ, tạo không khí thoải mái cho em. Còn em cũng là người dễ thương đúng không? Cũng giống anh đúng không? Dạ, có lẽ vậy. Và đội chơi đầu tiên đã có mặt. Đội chơi thứ hai đang lén lén núp bên trong. Xin được trân trọng giới thiệu. Một nữ diễn viên trẻ, đại tài, sắc vóc bên ngoài thì vô cùng thanh lịch. Ngọc Thanh Tâm cùng với bạn chơi của mình. Xin chào tất cả mọi người, đội của mình bao gồm là Ngọc Thanh Tâm và mình là Thành Tuấn. Mọi người hay gọi mình là Nobi. Hiện tại thì mình đang là một MC, một diễn viên tự do. Còn Ngọc Thanh Tâm thì chắc tất cả mọi người đều biết rồi, rất là nổi trên YouTube. Yeah. Ngọc Thanh Tâm, em đã học lái xe từ bao nhiêu lâu rồi? Dạ em nhớ là em học lái xe lần đầu tiên là 6 năm trước. 6 năm là 6 năm nhưng không có nghĩa là mình học xong ngày và mình đi thi. Đúng, ngày nào cũng lái. Không có nghĩa là em đi thi rớt bao nhiêu lần trong vòng 6 năm đó mà là em để đó. Và em bắt đầu làm những công việc khác đến khi nào mà em cảm thấy em tâm lý em sẵn sàng. Em mới bắt đầu đi thi, đó là 6 năm sau. Và lúc đó là em sẵn sàng thiệt anh. Dạ. Dạ và em đậu liền mà. Thế mới nói là không vội được. Dạ còn anh sao hơn? Em nhớ như anh có rớt không ta? Anh có bằng. Có bằng luôn hả? Bằng lái xe máy. Em sao vậy? Đúng chưa? Mình có cái gì mình nói cái đó. Đó. Chứ còn anh có lái xe ô tô bao giờ đâu. Đến với chương trình này chúng ta sẽ có luật. Phải không? Dạ. Luật giao thông để mình học. Học làm sao để bảo vệ cho chính mình. Lái xe an toàn, không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Rồi. Mời hai đội chơi. Chúng ta sẽ bước vào cuộc đấu ngày hôm nay. Với vị trí của mình, mỗi đội một ô. Vô. Quý vị thân mến, hai đội chơi ngày hôm nay rất là đáng yêu. Thế nhưng không biết là họ có vượt qua được những thử thách của chương trình hay không bằng những bộ luật an toàn giao thông. Và bây giờ trước tiên thôi, mình sẽ khởi động bằng việc đặt tên cho đội của mình trước nhé. Xin mời. Đội tên của em là đội trắng. Hai ba slogan anh. Ok. Không thắng không về. Đội trắng không thắng không về. Bên đây đội trắng, bên kia đội gì? Thần Thánh. Thần Thánh.
đội thần thánh và đội trắng. Dạ. TT hết ha. Chương trình này nó có những cái gian nan sóng gió ập tới bất ngờ dữ lắm. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Sẵn sàng. Bao giờ? Vòng đầu tiên là vòng khởi động. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là những đội chơi ngày hôm nay sẽ cần thời gian chuẩn bị. Đừng chuyển kênh nha, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng đầu tiên mang tên là khởi động. Và luật chơi rất đơn giản như thế này. Luật chơi vòng 1, khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Hai đội chơi sẽ cử ra một thành viên để thi đấu đối kháng với đôi bạn. Chương trình sẽ đưa ra 10 biển báo giao thông. Đội chơi có 60 giây để ghi nhớ vị trí và tên của từng biển báo. Ghi nhớ xong, chương trình sẽ thay đổi 5 biển báo bất kỳ trong 10 biển báo ban đầu. Sau đó, đội chơi phải đoán tên 5 biển báo đã được thay đổi. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với một món phụ tùng. Rồi, bây giờ lượt một ai chơi? Nữ hay nam? Rồi, ok, bạn nữ đi. Ok, nữ nha. Rồi, xin mời hai nam về vị trí bên này ạ. Trời. Thưa cái gì vậy ta? Gửi gắm á. Dạ. Cố lên đi em. Áp lực quá à. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, lượt đầu tiên với sự cử động của hai cô gái, một bên tóc ngắn rất cá tính, một bên thì một bộ váy đen rất huyền bí. Nhưng chúng tôi không có gì giấu giếm cả. 10 biển báo giao thông sẽ được bật mí bây giờ. Xin mời. Ghi nhớ, không được viết lại bây giờ. Sau 1 phút chúng ta mới được viết. Hai mươi giây. Nhớ luôn cả cái vị trí nha. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Các bạn có quyền viết ra giấy để ghi nhớ lại cho riêng bản thân mình một vài vị trí đắc địa mà các bạn nghĩ rằng có cơ hội bị thay đổi thì sao, đúng không ạ? Ôi, chữ bác sĩ à. Mình cũng không đọc rõ lắm các bạn đang viết cái gì. Ngọc Thanh Tâm dự đoán sẽ trả lời đúng được bao nhiêu biển báo? Em hy vọng em sẽ lấy được 2 ạ. 2 thôi đúng không? Còn bên đây em? 3. Ừ, bên đây 2 thì bên đây 3 thôi. Rồi, thời gian các bạn ghi chép đã hết. Ngay bây giờ xin mời hai cô gái sẽ nhìn lên màn hình để theo dõi và tìm ra cho chúng tôi biết 5 vị trí bị thay đổi là vị trí nào. Xin mời. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho hai đội chơi. Nhấn chuông giành quyền trả lời trước. Bắt đầu. Mời Sammy. Số 4. Số 4, đồng ý luôn. Dạ, cái bảng gốc là bảng đường hẹp phía trước. Đã khá đường hẹp. Số 4 bị thay đổi. Và biển báo gốc là đường hẹp phía trước. Đây là một đáp án sai. Chia buồn với em. Mời em. Em xin trả lời là số 4. Bảng gốc của nó là cầu hẹp. Cầu hẹp. Chính xác, chúc mừng. Look at me. Sammy, bình tĩnh nào. Biển báo cầu hẹp. Rất là tiếc, Sammy tìm được vị trí bị đổi nhưng chưa nói được tên gốc. Xin mời lượt của Sammy tiếp tục. Số 5 ạ. Số 5 em nhớ là cái biển báo đó chữ cuối là chữ tiếp á anh. Chữ tiếp. Dạ, chữ tiếp. Bước tiếp, chơi tiếp. Sai tiếp. Thua tiếp. Tuấn có nhớ không? Có mấy chữ? Hình như là 4 chữ. Rồi, như đó được rồi. 4 chữ. Mời Sammy. Nhường nữa không ạ? Nhường nữa. Dạ. Nhường quyền trả lời, xin mời em. Dạ, số 5. Câu trả lời của em biển gốc đó là chỗ ngoặt nguy hiểm. Số 5. Dạ. Em nói là chỗ ngoặt nguy hiểm. Số 5 thay đổi và biển báo là chỗ ngoặt nguy hiểm. Đây là một đáp án. Ừ thì đúng rồi, chúc mừng. Chính xác. Yeah. Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp. Em nhớ được chữ tiếp anh. Em có thể đúng được cái phần nội dung chính không? Anh ơi, đó là sự nỗ lực rất là... Dạ. Anh hiểu em. Cố lên. Dạ, em sẽ nỗ lực. Lượt của em tiếp tục. Hả? Chớ là căng thẳng quá. Dự đoán trả lời đúng 2 cái. Tôi nghi quá, không có cái nào. Số 1 đi ạ. Số 1 lại. Đường ngầm. Đường ngầm. Chính xác, chúc mừng. Một câu rồi, một câu rồi.
biển báo đường ngầm. Yeah. Tiếp tục, mời lượt của dạ, Nhật. Em xin chọn vị trí số 9 ạ. Số 9, biển báo gốc là gì ạ? Anh có gợi ý nào không? Sao tự nhiên khúc này anh quên mất tôi. Bất lực quá. Bất lực quá. Chúng ta còn lại hai vị trí đúng không ạ? Sammy giả bộ khen đẹp trai cái đi. Đẹp quá, hôm nay mặc cái áo ưng quá nè. Xin mời coi lại. Rồi, tắt. Ý. Dạ, số 7 ạ. Là gì ạ? Cấm xe gắn máy. Cấm xe gắn máy, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thấy chưa, đúng rồi nha, hai cái. Hên không? Lâu lâu may mắn tới một lần thôi em. Anh không thể đẹp trai hai lần được. Anh ơi, cho em dạm, cho em xin nói cái được không? Được. Hồi nãy giờ là đội được hỗ trợ quá trời luôn á. Cho đội em hỗ trợ cái đi. Hỗ trợ. Nhá lên cái như hồi nãy nữa được không? Nhá cái. Dạ là số 7 ạ. Số 7 rồi. À, biển gốc của nó là cấm xe gắn máy. Mới vừa trả lời Ngọc Thanh Tâm xong, rất tiếc mất lượt, mời Tammy. Tự nhiên vô tình đạt được cái kiếm nhật. Kỳ quá. Số mấy? Không có muốn đâu nha. Số mấy? Dạ số 9. Đáp án là cấm xe ba bánh. Cấm xe ba bánh. Hồi nãy ăn may cấm xe gắn máy. Bây giờ cấm xe ba bánh có đúng hay không? Đáp án của Ngọc Thanh Tâm là một đáp án. Đáp án của Ngọc Thanh Tâm là một đáp án. Xin mời em đừng bấm nữa. Chính xác, chúc mừng. Vượt chỉ tiêu. Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ. Lượt một chúng ta đã hết. Không sao cả, mình vẫn có 2 điểm. Ngọc Thanh Tâm đang tạm thời dẫn trước 3 điểm. Chúc mừng. Đổi lượt. Lượt đầu tiên có vẻ như khá là dễ chịu. Hai cô gái cũng rất là bình tĩnh và kèm theo sự may mắn ở trong đó nữa. Bây giờ hai chàng trai, mình là con trai mà, mình bản lĩnh hơn. Chúng ta đến với lượt thứ hai. 10 biển báo, bắt đầu. Không được chép gì nha. Không được viết à, không được viết. Đừng có ăn gian là bị quánh. Mình cũng có thể ghi nhớ để làm gì? Để tí xíu mình gợi ý cho đội bạn. Đúng dạ. không? Đủ quên đội mình. Gửi đồ bạn là mệt. Em nhìn một hồi là em không nhớ điểm đầu luôn á. Nhiều khi mình ngồi từ xa mình quan sát dễ hơn á. Mà mình không có tâm lý chơi, không áp lực. Bên kia áp lực. 5, 4, 3, 2, 1. Viết đi. Viết cái gì, viết đi. Tuấn ơi, một cái thở dài anh nghe luôn á. Dạ. Anh nghe cái tiếng lòng em thở luôn á. Sao em? Em không biết viết gì cả. Không, em không viết. Thầy giờ người ta có sự bình tĩnh, người ta không thèm viết. Thầy mì, em nên tự tin tưởng vào đồng đội của em chứ. Lỡ mà thua đi nha, thiệt. Em biết tình mình chứ. Em thấy ổn không? Otis? Em ổn lắm. Ổn đúng chưa? Tự tin bạn. Ok, giữ nó cho mình. Và bây giờ sẽ là thử thách trí nhớ dành cho hai chàng trai. Xin mời. Các bạn có quyền nhấn chuông dành quyền trả lời. Ê, hết hồn rồi. Ô đầu tiên bị thay đổi là ô nào? Ô đầu tiên bị thay đổi đó là ô số 7. Ô số 7, đây. Tên gốc là gì? Giờ mới khó nè. Xong hồi suy nghĩ rất là khó khăn. Thì đó là bạn Cấm Vượt. Cấm Vượt, đáp án cuối cùng. Đây là một đáp án không chính xác. Mời em. Số 10. Số 10. Cầu vượt cắt ngang qua. Cầu vượt cắt ngang qua. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đây, biển báo tuyến đường cầu vượt cắt ngang qua. Em nói thiệt luôn nha, những cái bản mà em nhớ thì nó lại không thay đổi. Đã có những người chơi như vậy. Tiếp tục, Otis. Số 4. 4. Đây là bạn Cấm Vượt. Bạn Cấm Vượt số 4, không chính xác. Mời Tuấn. Số 5. Số 5. Biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu. Hết hạn tốc độ tối thiểu. Đây là một đáp án. Thêm được một điểm nữa, chúc mừng. Biển báo hết hạn tốc độ tối thiểu. Mời Otis, lượt của em. Tiếp tục. Cái em rồi. Em được quyền nhường lượt. Xin mời. Mời Tuấn. Số mấy? Em gì vậy? Số 7 ạ. Em không, em đang kiểu 7 ngày để mong hả? Không, em đang gì thôi nè. Ủa, chụp hình là phải vậy hả? Dạ. Biển số 7 là gì? Chết rồi, tự nhiên quên rồi nè. Nóng quá, tại mình nóng hả? Hết giờ. Mất lượt, Otis. Bạn số 7 là câu này không đúng là thôi luôn á. Thì thôi luôn á. Thiệt á. Là bạn số 7, tên của nó là Hết Đường.
hết đường. Đây là một đáp án hết hồn. Không chính xác. Mời em Tuấn. Dạ, là hết cấm vượt. Hết cấm vượt là một đáp án cũng hết hồn nhưng mà nó đúng. Chính xác. Đó, sao? Biển báo hết cấm vượt. Otis gỡ. Em nhường á. Nhường á. Mời em Tuấn. Số 4. Số 4. Đáp án của bạn là? Số 4 là nơi đổ xe. Đáp án số 4, nơi đổ xe là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Số 4 đã được thay đổi là biển báo nơi đổ xe. Otis, một cái cuối, không lẽ không trả lời được. Đúng. Đúng chưa? Số 9. Số 9 là gì? Bến phà. Yes. Bến phà là một đáp án rất chính xác. Bởi vì bến phà là đúng cái hình này rồi. Nhưng không có sự thay đổi. Mời em. Otis mất lượt, mời Tuấn. Co một ô số 8. Phải là cái gì đó cũng tương ứng giống này, giống vậy. Tại vì nãy giờ em để ý là nó, thí dụ về đường hoặc là về cấm thì nó sẽ giống. Không cấm cái này thì cấm cái kia. Mời Otis. Ô số 8 là giọng dạc nói nè. Biển báo dành cho người đi bộ. Biển báo dành cho người đi bộ không chính xác. Giọng với dạ dạ. Tuấn, bạn có câu trả lời không? Nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc chơi. Không có câu trả lời. Và chúng tôi xin phép giữ lại một món phụ tùng ở trong vòng này. Tại vì các bạn đã hết thời gian rồi. Xin được giải đáp đáp án ô số 8 bị thay đổi như sau. Biển báo cấm quay đầu xe. Với lượt thứ hai thì rất là vui khi chúng ta có thể nhận thấy bạn Tuấn đã mang về cho đội mình 4 đáp án đúng. Yeah, chúc mừng. Otis. Dạ. Đáp án của bên mình là bao nhiêu á nhỏ? Khúc này tự nhiên khắp mệnh nó không được. Khúc này tự nhiên quên. Là thon này hả? Jezo hả? Dạ, không có một đáp án nào đúng cả. Rất là tiếc, các bạn sẽ không được lấy món đồ nào trong lượt của các bạn. Nhưng tổng kết lại hai lượt thi đấu, đội của Thần Thánh đã có được 7 món phụ tùng và đội Trắng sẽ có 2 món phụ tùng. Nào hỡi các cô gái, shopping thôi. Dạ, lựa cái nào cũng được. Trời ơi, xe mì coi như là nhà giàu đúng nghĩa đúng không? Giờ lấy 7 cái. Quá đẹp. Lấy chìa khóa đúng rồi, lấy 3 bánh. Trời ơi, Tâm chưa về mà bên đây đã treo xong rồi. Chết rồi, bên này nhiều treo cực quá. Quý vị thân mến, đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại với vòng 2 sau ít phút quảng cáo nha. Về nhà đi ăn và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên là vượt chướng ngại vật. Thì như thường lệ chúng ta sẽ có thi đấu chung đội với nhau, không thi đấu riêng lẻ nữa. Khi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là gắn chặt tình bạn hơn đúng không ạ? Và vượt qua thử thách này một cách nhanh chóng hơn. Chúng ta sẽ có hai vị trí, một là ở đây, hai là ở đây. Rất đơn giản như sau. Đây là một chiếc nón lá bài thơ rất phù hợp với người Việt Nam. Và đây là một cái rổ banh. Rổ banh có rất là nhiều quả banh màu. Đây là giống như banh bóng bàn vậy đó, nó tròn. Các bạn sẽ phải dùng lực tay của mình di chuyển quả banh xoay vòng để giữ thăng bằng quả banh ở trong chiếc nón này. Chúng ta sẽ xoay, xoay như thế này để giữ thăng bằng. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua bên bờ bên trên này, di chuyển xuống đây. Sau đó thành viên thứ hai sẽ cầm một miếng giấy cứng như thế này, hình tròn, rất là chắc. Thành viên đầu tiên sẽ phải để cho trái banh rơi tự nhiên xuống và không đặt hai cái nón và cái miếng giấy chạm vào nhau. Khi đó rất là dễ, các bạn phải để rơi tự nhiên xuống. Sau đó, người thứ hai sẽ tiếp tục giữ thăng bằng qua những chướng ngại vật là những chiếc banh xe. Ôi, hay vậy? Ôi, sao mình làm hay vậy? Sau đó thì chúng ta sẽ đặt banh về trong ly. Vậy là chúng ta đã chiến thắng rồi. Một cái hấu tay cho phần chơi rất hay của Minsu. Quên. Đó, cái luật thì chúng ta đã rõ. Nhưng mà làm sao để trở thành đội chơi chiến thắng? Chúng tôi chỉ cần 5 quả banh vào trong ly là thắng. Đội nào hoàn thành trong thời gian sớm hơn thì đó là đội nhận được 2 phụ kiện cho đội của mình. Và đội còn lại không phải là đội thua, các bạn sẽ nhận được 1 phụ kiện cho đội mình. Rồi,
Hiện nay thì đội của Otis và bạn Nhật đang có 2 phụ kiện và đội bên này đang có tới 7 phụ kiện lận. Cố lên nha. Thôi bây giờ mình thắng mình chơi trước đi chứ, để người ta rút kinh nghiệm, làm gương cho người ta chứ còn nói. Giờ em là nón bài thơ hay là cái dạ em là cái bánh, cái dĩa nha. Cái dĩa. Rồi, mời trao nón bài thơ cho em về vị trí bên kia. Quý vị thân mến, và bây giờ thời gian dành cho đội thần thánh bắt đầu. Đó, đó, đi đi em, đi đi em. Lên chùa bé một nhánh sen, lên chùa bé một nhánh sen, rớt xuống tự nhiên em ơi, rớt xuống tự nhiên đi. Không có được, nhấc lên, nhấc lên. Rồi, giữ thăng bằng, đi luôn. Em về. Ủa em ơi, em có chơi không? Đi đi chứ. Mi 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 ra ngoài. Thôi. Hai, lùi lại, lùi lại. Giờ này qua đây em mới thấy lạnh luôn, là đứng gì cho mỗi tay luôn. Rồi, không được chạm nha, không được chạm nha. Rồi, đi. Hai. Hay lắm. Làm người ta mất tập trung tại Minh Sủ. Tại anh á. Thiệt tình luôn á. Bây giờ mình bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Cố ăn ngay nè. Ôi ôi. Ok. Ôi ôi. Về 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 về. Nhiệm vụ của em là về. Có ai làm gì mình đâu, đúng chưa? Nhiều khi cái màu xanh nó hợp phong thủy với cái móng. Nó vô hơn. Cái màu vàng. Chết rồi, em lỡ cái màu vàng nữa rồi. Sao anh không nói sớm? Nè, màu vàng nãy rớt ra ngoài nè. Vô, về, lại lên, lại lên. Nó đâu màu vàng học phòng học phong thủy em. Rồi. Dễ dễ dễ. Thôi nghi đội mình thua quá ta. Thôi chưa thôi chơi mà nghĩ thua rồi. Năm trái lâu lắm em ơi. Rồi. 2:30 em ơi. Rồi. Thời gian đang là 3 phút, cố lên. Bây giờ em cứ đi một lượt nữa đi, biết đâu được Tammy thua rồi sao? Dạ. Đúng rồi, đúng rồi ha. Thì bây giờ mình cứ đi đi. Em định đứng chơi á. Người cầm dĩa truyền cứng bắt đầu. Thời gian kết thúc. Và với 3 phút 17 giây đây chính là thành quả của đội thần thánh. Chúc mừng các bạn. Rồi, xin mời đội còn lại. Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Nhật rất giỏi, khéo léo. Thôi đừng có khen em anh ơi. Anh khen là đúng mà. Không được chạm, rồi đúng rồi. Di chuyển Otis, về. Mấy cái này đối với Otis dễ ẹt, hồi xưa đi làm phục vụ mà. Mấy hay vậy? Bưng à, hai tay nè, à, ha, trên đầu một cái nữa giữ thăng bằng. Đó. Dễ. Nhầm. Đó rồi. Sammy là bị chậm hơn Otis một chút xíu rồi. Tại vì em chưa kể có làm cho chắc đó. Đúng rồi, với lại cái này tự tin là sẽ làm được, tức là mình tin đi luôn em. Nhanh nè, nhanh nè. Hai cái rồi. Giờ đây một phút à, đây chừng 1:30. Ba phút rồi. Hay quá em ơi. Ơi. Chúa một cái rồi, rớt ra ngoài một cái rồi, nhanh lên, nhanh lên. Come on, come on. 2 phút. Lại. Vào đường. Tập trung lại. Chậm thôi, chậm từ từ thôi, từ từ. Bình tĩnh thôi, chậm thôi. Nãy giờ rất ok, không còn dư thời gian nhiều lắm. Đúng rồi, đâu cần phải vội đâu. Chúng ta mới có 1 phút 30 giây mà. Mà mình đã hết 2/3 rồi, cố lên. Rồi, em cứ xoay đi, rồi Otis đợi. Yeah. Cố lên, thời gian đang trôi qua. Lên tới chỗ này, nó lại rớt. B
Bình tĩnh, bình tĩnh. Em tập trung vô đó anh ơi, đừng có thải vô như vậy. Đúng rồi, bình tĩnh nào. Đôi khi nó vướng cái tay của em nữa đó nha, cẩn thận nha. Rồi. Cẩn thận. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Không còn vô thời gian nhiều lắm. Cố lên, đây là quả thứ tư. Ê, đụng đụng tay nha. Được, 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 được. Chậm thôi, chậm. Rồi, quả cuối cùng. Cố lên. Thắng rồi. Không sao, vẫn còn thời gian. Một phút nữa lận. Chỉ cần hoàn thành xong là mình thắng rồi. Từ từ thôi, từ thôi, từ thôi, từ thôi. Please. Hứng. Rồi. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Bao tiếp. Nhiệm vụ cuối cùng của em đó. Thời gian dừng lại ở con số là 2 phút 47 giây. Chúc mừng. Vậy là xác định rồi đúng không ạ? Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng 2 ở đây. À, giỏi, nhưng chưa giỏi bằng đội bạn. Lời chúc của anh thành hiện thực rồi đúng không ạ? Đội trắng đã mang về chiến thắng cho mình ở vòng này. Các bạn sẽ có 2 món phụ tùng nữa. Còn đội chưa chiến thắng, đội thần thánh, các bạn có thêm 1 món phụ tùng. Nhưng còn có 1 món thôi chứ mấy. Hoàn thành xong 8 phụ tùng rồi. Chúc mừng các bạn. Nào, lấy phụ tùng thôi. Đi lấy trong sự hãnh diện nè. Hãnh diện anh nè. Anh sẽ lấy về cho em. Hai người lấy 1 cái. Xe. Đó. Thay nhau nè. Đó. Quý vị thân mến, vòng 3 của chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Nhưng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý cho 2 đội chơi. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo nha. Với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và anh Tu Vũ Hoa đã chúc mừng đội của em đó Tammy ạ. Dạ. Đội của mình đã có 8 món phụ tùng rồi. Mình sẵn sàng để đến với những cuộc món tiền thưởng đúng không Tuấn? Phải đồng hành với nhau chứ. Dạ. Còn đây, luật chơi cái vòng thứ 3 của chúng ta như sau. Luật chơi vòng 3 Về Nhà Đi Ăn. Tại vòng 3, đội chơi nào thu về đủ 8 món phụ tùng thì có thể bắt đầu trả lời bộ câu hỏi gồm 4 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi đáp để chinh phục 6 cục bóp tiền thưởng. Trong trường hợp đội chơi nào không thu đủ 8 phụ tùng xe ở 2 vòng đầu thì phải trả lời đúng số câu hỏi tương đương với số phụ tùng còn thiếu trong gói 8 câu hỏi. Mỗi đáp án đúng, đội chơi sẽ chỉ chinh phục được 1 mốc tiền thưởng. Sau khi hoàn thành xong bộ câu hỏi, đội chơi dừng ở mốc tiền thưởng nào sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương. Và bây giờ, đội mình vô trong đi. Sang lắm rồi. 8 cái đủ, đúng không? Giờ mình vô trong, chờ. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là lượt thử thách đầu tiên của đội trắng. Các bạn sẽ biến chiếc xe này từ nhỏ thành to nếu như chúng ta trả lời được đúng 4 câu luôn, nha. Rồi, và bây giờ, câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn như sau. Khái niệm khổ giới hạn của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? A là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn. B là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn. C là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đầu, hầm trên đường đi bộ để các xe đi qua được an toàn. 30 giây bắt đầu. Câu trả lời của em đó chính là đáp án A. Vì sao ạ? Dạ, bởi vì là khổ giới hạn của đường bộ thì cũng bao gồm các cái cơ sở tiện ích giống như là đường, cầu, hầm, cho nên là giới hạn để an toàn khi mà hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn, nên là đáp án của em là A. Đáp án là A. Otis đang tung hoa rất là nhiều và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Lấy được thêm phụ kiện nữa rồi. Lấy được thêm phụ tùng nữa rồi. Lấy luôn hả anh? Lấy luôn. Thôi một cái món thôi nha. Trời ơi, một món mà đi hai đứa. Hạnh diện không? Hạnh diện. À. Tem. Trời ơi. Thắng rồi thắng chung, thua rồi thua chung. Hay à. Câu hỏi số 2 như sau. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng
hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét tính từ đường ray gần nhất. A là 3m, B 4m, C 5m. 30 giây bắt đầu. 5 là số đẹp nữa. Thế hả? 5 là số đẹp hả? Thôi bây giờ lấy cái gần gần đi, biết đâu được thắng. Không, 5m nó xa nhất vẫn an toàn cho anh nhất chứ. Mình chọn C ha. 5m. Không, anh thấy 5m là hơi xa, xa quá. Câu B. B, đáp án cuối cùng chưa? Dạ. Đúng rồi. Đáp án cuối cùng là câu B. Đây là một đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác phải là câu C, 5m mới đúng. Trời ơi, tiếc quá. Hồi nãy trả lời 5 là được rồi. Đây là điều 25 luật giao thông đường bộ năm 2008. Câu hỏi số 3 như sau. Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng? A là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá trọng lượng xe nhưng không thể tháo rời. B là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng có thể tháo rời. Và C là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời. 30 giây bắt đầu. Em chọn đáp C. Vì sao ạ? Vì em cũng được biết qua là hàng siêu trường siêu trọng là hàng có kích thước lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời. Câu đáp án C, ấn tượng đầu tiên, mình chọn câu đầu tiên. Đáp án C là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hàng siêu trường là hàng không thể tháo rời khi xếp lên phương tiện vận chuyển. Có một trong các kích thước bao ngoài là của tổ hợp phương tiện và hàng hóa xếp trên phương tiện như sau. Chiều dài lớn hơn 20m, chiều rộng lớn hơn 2,5m, chiều cao tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên lớn hơn 4,2m. Đối với xe chở container lớn hơn 4,35m. Còn hàng siêu trọng là hàng không thể tháo rời, có trọng lượng lớn hơn 32 tấn. Mời các bạn lấy thêm một món nữa. Thôi đi một người nha. Đi một người thôi, trời ơi đi hai người cho nó lâu. Rồi gắn lên luôn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4 như sau. Niên hạn sử dụng ô tô tải được tính bắt đầu từ năm sản xuất là bao nhiêu năm? A 15 năm, B 20 năm, C 25 năm. 30 giây bắt đầu. Đáp án đội em là đáp án A 15 năm. Đáp án A 15 năm. Đây là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. Đáp án chính xác là C. Không sao cả, chúng ta vẫn còn hai món phụ kiện mà chúng tôi chỉ còn lại 4 câu hỏi thôi. Hy vọng rằng là các bạn sẽ đúng được hai câu này luôn, sau đó trả lời được hai cột mốc là chúng ta sẽ có 3 triệu đồng. Dạ. Nếu chính xác hết cả 4 câu nhé. Câu hỏi số 5 tới câu hỏi số 8 sẽ là những câu hỏi đáp. Minh Sù hỏi, các bạn sẽ sử dụng lập luận cá nhân để trả lời. Câu hỏi số 5 như sau. Bằng lái xe B2 có thời hạn bao nhiêu năm? 30 giây trả lời bắt đầu. 15 năm. 15 năm. 15 năm là một đáp án dài quá, chưa đúng. Đáp án chính xác là 10 năm. Ok, không sao. Dường như đây là đội chơi đầu tiên mà chưa lấy được hết những phụ tùng này mà hết câu hỏi đâu. Câu hỏi số 6 như sau. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập và tách làn với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu mét? 30 giây bắt đầu. Anh nghĩ là 50m. 50m cho đẹp. 50m cho đẹp. Và không biết có đẹp đội hình hay không. 50m là đáp án chính xác, chúc mừng. Mời các bạn lấy thêm một phụ tùng nữa. À, để anh đánh cho. Lấy đi, đồ hồng thủy. Nãy giờ mình trả lời sai hơi nhiều rồi đó. Rồi, gắn lên. Chúng ta vẫn còn một phụ tùng nữa mà còn có hai câu thôi. Trời ơi, cố lên nhá. Câu hỏi thứ 7 như sau. Người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn thì bị phạt bao nhiêu tiền? Dạ, 400 ngàn. 400 ngàn là đáp án của các bạn đúng không ạ? Và đáp án của chương trình là chính xác, chúc mừng. Chúng ta sẽ dao động từ 400 tới 600 ngàn. Mời các bạn món cuối rồi. Quý vị thân mến, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Đối với người đi xe đạp, xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn thì sẽ bị xử lý 400 tới 600 ngàn đồng.
Chúng ta thấy hiện nay, năm nay 2020 đang rất là sát sao trong cái việc là bảo vệ an toàn giao thông cho tất cả những ai lưu thông trên đường với việc có nồng độ cồn hay không. Cho nên là câu khẩu hiệu của năm nay là đã uống rượu bia không lái xe. Còn bây giờ xe nhỏ biến thành xe bự giúp em. Hai bé nó đủ rồi, wow. Đủ phụ tùng rồi. Xe bự có rồi em, cột móc 1 triệu ráng lấy nha. Dạ. Bây giờ mà không lấy nữa không biết cho ai nha. 1 triệu đồng có thuộc về các bạn hay không? Câu hỏi cuối cùng như sau. Hãy điền từ còn thiếu vào trong ô trống. 3 chấm là một phần của làn đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. 3 chấm đó là từ khóa gì? 30 giây bắt đầu. Làn đường. Chốt là làn đường và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Như các bạn cũng thấy, khi mà ráp vào, làn đường là một phần của làn đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. Và đây là một cái thông tin dành cho tất cả chúng ta, đúng không ạ? Dạ. Đôi khi là những cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ chuyên ngành á, dạ, mình nghe không quen, nhưng mà mình ra thực tế thì mình biết nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thôi, cũng hoàn thành xong cả 8 câu rồi. Cột mốc 1 triệu chắc chắn thuộc về các bạn. Chúc mừng. Yeah. Bây giờ hãy cùng nhau chào đón sự quay trở lại của đội Thần Thánh. Xin mời. Quý vị thân mến, hiện nay thì đội Thần Thánh đã quay trở lại rồi. Và bây giờ sẽ là 8 câu hỏi dành cho đội của Thần Thánh. Trước khi đó chúng ta hãy hô biến chiếc xe bự lên. Hey ôi. Xe của Sammy là màu hồng, hôm nay màu xanh, không biết có hợp phong thủy hay không. Cố nha. Dạ. Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn như sau. Khái niệm khổ giới hạn của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? A. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn. B. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả xếp hàng hóa trên xe đi qua được an toàn. Và C. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn. 30 giây trả lời, bắt đầu. A. A là một câu chính xác. Chúc mừng. Thấy chưa, em nói rồi, dài nhất thế không? Mới có 1 triệu nha. Cột mốc thứ hai là 3 triệu. Ráng lấy. Dạ. Đây vẫn là câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi như sau. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét tính từ đường ray gần nhất. Chúng ta có 3 gợi ý. A. 3 mét. B. 4 mét. Và C. 5 mét. 30 giây bắt đầu. C. 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 Một C. Là C, hai là C. Dạ, yeah, để coi đúng hay không nha. Đáp án chính xác của chương trình là C. Chưa biết đúng sai mà. Là đúng rồi. Tiền đã di chuyển về với xe của mình thì không lẽ không đúng, đúng chưa? Rồi, và bây giờ câu hỏi tiếp theo như sau. Câu này khó. Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng? A. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá trọng lượng xe nhưng không thể tháo rời. B. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng có thể tháo rời. Và C. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời. 30 giây bắt đầu. B. B là một đáp án chưa chính xác. C. Bởi vì đáp án là C mới đúng. Tiếp tục câu hỏi số 4 như sau. Niên hạn sử dụng ô tô tải là bao nhiêu năm, được tính bắt đầu từ năm sản xuất? 15 năm là câu A, câu B 20 năm và câu C là 25 năm. 30 giây bắt đầu. B. Đáp án B là một đáp án không chính xác. Ủa? Đáp án chính xác phải là đáp án C mới đúng, 25 năm. Câu hỏi số 5 như sau. Bằng lái xe B2 có thời hạn bao nhiêu năm? 30 giây bắt đầu. Em nhớ một con số rất lớn. Bằng lái xe B2 thì anh nghĩ là 10 năm. Từ từ từ, chết lộn. Một khoảng thời gian anh thấy là 10 đi, 10. Em tin anh 10. 10 năm.
10 em tin anh. 10 với sự tin tưởng nhau, đáp án chính xác là 10 năm. Thật quá. Câu hỏi tiếp theo như sau. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập và tách làng, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy tốc độ trên 60 km đến 80 km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu mét? 30 giây bắt đầu. Mời các bạn. 50 hoặc là 70 luôn á. Không, 70 không tới, không tới 70 đâu. Chúng đáp án 50 đi hả? Dạ 50. Dạ. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng quá anh ơi. Rồi, câu bóc 10 triệu thôi các bạn. Câu hỏi tiếp theo nhé. Người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn thì bị phạt bao nhiêu tiền? 30 giây bắt đầu. 400. 400 hay triệu? 400 thôi. 400. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Quý vị thân mến, chúng ta chỉ còn một câu cuối cùng nữa mà thôi. Hiện nay cột mốc của các bạn là 20 triệu. Và 50 triệu có thuộc về mình hay không? Câu hỏi cuối cùng như sau. Hãy điền từ còn thiếu vào trong khoảng trống. 3 chấm là một phần của làn đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn. 30 giây bắt đầu. Vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường. Rất tiếc, không chính xác. Từ khóa còn thiếu là làn đường. Một tràng hỗn tay chúc mừng 20 triệu thuộc về các bạn. Thì mời các bạn lên đây nha. Và gặp gỡ lại đội chơi Otis và bạn Nhật. Xin mời. Quý vị thân mến, chúng tôi có hai giải thưởng ngày hôm nay dành cho hai đội chơi. Xin mời các bạn. À không, nhầm à. Xin lỗi ạ. Vâng. 1 triệu thuộc về đội của Otis và 20 triệu thuộc về đội của Ngọc Thanh Tâm. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Với những cái câu hỏi vừa rồi ở trong chương trình này thì em thấy sao? Thực ra là đó là những cái kiến thức, tức là mình đã được học qua trong lúc mà mình đi thi bằng lái á, là mình phải học hết tất cả những câu này rồi. Ừ. Nhưng mà tuy nhiên là mình hay kiểu mà trả lại thầy trả lại cô á, và mình chỉ nhớ cái kiến thức, gọi là những cái từ ngữ được giải thích một cách rất là đơn giản thôi. Hiểu. Chứ mình không có nhớ được từng từ từng chữ của trong sách như thế nào. Đồng ý. Và đôi khi là chúng ta di chuyển ở trên đường nó cũng căn bản thôi. Dạ, đúng mình rồi. Không có gặp những cái biển báo nó khó như là biển báo của chương trình đặt ra, đúng không? Tuấn cảm thấy như thế nào với giá trị tiền thưởng là 20 triệu của đội mình? Dạ, với 20 triệu thì em thấy cũng được rồi. Cũng ngon rồi anh ha. Với lại là so với cái gọi là cái kiến thức và cái khả năng của tụi em nghĩ là như vậy là nó quá lắm rồi. Chính xác. Đôi khi người ta hay nói là mình hạnh phúc mình nên lan tỏa. Các em có muốn đóng góp vào quỹ từ thiện của chương trình 10 triệu không ạ? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Cái này để tụi em để dành củng cố kiến thức bản thân. Cảm ơn em, cảm ơn em. Hay quá, câu trả lời hay quá anh ơi. Cảm xúc của em như thế nào với bạn của em ngày hôm nay là bạn Nhật? Hôm nay đến đây chơi thì em thấy rất là vui vì có một người bạn đồng đội cũng dễ thương, hai đứa mặc cùng màu áo. Chơi gì rồi cũng trao đổi với nhau, thảo luận rất là kỹ. Mặc dù là không có được nhiều tiền nhưng mà là vui, an ủi. Vui là được rồi. Nhật, hãy nói một câu gì đó với tất cả những người bạn của em đang theo dõi chương trình này lên sóng truyền hình rồi em. Dạ, thì hôm nay lên chương trình thì đầu tiên em rất là vui rồi. Em được tham gia nhưng mà chưa có sự chuẩn bị gì nhiều. Nhưng mà hay là có đồng đội của em, nói chung là có tinh thần cộng tác. Cho nên là dù không được giải thưởng cao nhưng mà tụi em đã có những cái giây phút rất là vui và rất là đáng nhớ. Chúc hai đứa vui nha. Dạ, em cảm ơn. Nói chung là chương trình này đôi khi tới một về về hai, xin thưa tất cả quý vị. Nhưng tới một về hai nó không quan trọng bằng việc là đi tới nơi về tới chốn. Và đặc biệt chương trình có một cái câu thơ hay lắm em. Nhiễu điều phụ lấy giá gương. Mời em tiếp nối. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Không, có đó văn học hồi xưa em. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, đi xe nhường nhịn là thương chính mình. Xin được cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay cùng với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và quý vị khán giả thân mến, đừng quên mở TV vào lúc 21:15 ngày thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9 để đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Những điều thú vị đang chờ đợi tất cả mọi người đó. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ Minh Xuân xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.